nên mình review cho các bạn một cái máy toner cắt tóc nam hiệu Conair. Mình mua ở Walmart 24 đồng, với cái giá này mình thấy rẻ hơn là mình mua ở Việt Nam đem qua nữa đó. Thì trong cái bộ này mình mua về mình tương đối là thích đó. Mình thấy có cái hộp đựng, trong cái mùa dịch Covid này hầu như là người ta cắt tóc ở nhà riết là thành thói quen à. May mốt mà tiệm có mở cửa nữa chắc chắc cũng không ai đi cắt máy, tại vì họ cũng đã học hỏi trên mạng nhiều để cắt tóc rồi. Thì có cái hộp đựng, đây là cái toner mình thấy là cái công suất tương đối mạnh. Mình có mua Việt Nam đem qua một cái, giá nó cũng mình nghĩ tương đương cũng 40 đô rồi đó, mà nó yếu mà nó không đẹp bằng cái này, là đẹp hơn nhiều. Đây nè, rất là mạnh luôn. Ở đây có cái cần, ở đây có cái cần để mình chỉnh lên xuống. Thì mình quan sát mình thấy cái cần là khi mình vật lên thì cái lưỡi ở trong nó nâng lên, để mình kéo thử cho các bạn coi. Mình kéo xuống dưới nè, kéo lên hết rồi đó, các bạn thấy cái lưỡi ở đây nè, nó nâng cao lên đó, kéo xuống thì nó xuống. Nhưng mà mình không phải thợ cắt tóc chuyên nghiệp cho nên mình cũng không biết có tác dụng gì nữa. Ở đây mình có rất là nhiều cái lược dài để cắt tóc, cái độ dài khác nhau. Cái này là 25 cm, rồi cái này là 22, 19, 16, 13, 9 rưỡi, 6. Và đặc biệt là nào giờ mình mới thấy, hồi xưa mình có đi học cắt tóc mình chưa thấy cái máy nó có cái này. Cái này nó, để mình đưa nghiêng cho các bạn đây đó, nó có độ xéo. Cái này là dùng để cắt cho lỗ tai bên phải, cái này hay đó nha. Còn cái này là dùng cho lỗ tai bên trái. Ngoài ra có những cái phụ liệu khác, ví dụ như là mình mua một cái bộ này rồi mình thấy không có thiếu một cái gì hết trơn, mình không cần sửa soạn cái gì nữa hết. À, cái đây là dầu để mình châm vô máy khi cần. Cái này để cái lược để mình chùi cái toner. Đây là cái kẹp, đây là cái lược, và đây còn cả cái đồ gài. Nói chung là ở những cái nước này họ cũng đặc biệt chú ý về cái an toàn á. Cái đó là đó, để mình gài vô để mà mình lít ở dưới đây, để lỡ mà cầm bị đứt tay á, khi mình không sử dụng thì mình gài lại. Đây có cả cái bao để mà trùm cắt tóc, đầy đủ hết. Mua một cái bộ này là đầy đủ hết. Nhưng mà phải chi mà đừng phải là bao ni lông, mà những cái bao dù giống như Việt Nam thì nó hay quá. Nhưng bao ni lông thôi. À, cái đồ sạc, cái lược, có cả cái kéo nữa. Nhưng mà mình cho cháu mình cái kéo rồi, tại vì cháu mình nó không có. Cháu mình mua một cái bộ Việt Nam đem qua thì như không có cái kéo, mà mình có dư rồi cho nên mình cho. Đó là toàn bộ những gì mà mình trong cái bộ cắt tóc mình mua ở Walmart, thì mình thấy đáng tiền để mua, có 24 đồng mà rất là giá trị. Thì bạn nào có ý định mua thì nên mua, bởi vì trên thị trường bây giờ nó quá nhiều loại. Bản thân mình cũng không biết cái nào được, cái nào không được. Thì mình mua thử cái này mình cũng nghĩ nghĩ hai mấy đồng thôi, kệ, xài được, được không được thì thôi cũng không sao. Nhưng mà không ngờ là quá được.